Xin chào tất cả anh chị em. Trong cái thời gian vừa rồi thì mình có post ở trên Facebook của mình đó, là một cái đoạn video clip mà mình nói chuyện hoàn toàn là bằng tiếng Anh ở tại một cái chương trình ở tại Cebu của Philippines. Và đó là một cái kết quả của mình sau 5 tuần học tiếng Anh từ số 0. Và sau đó mình đã có một bài thuyết trình rất là tự tin ở tại Cebu của Philippines. Vậy thì có rất nhiều người hỏi là làm thế nào mà mình đã có cái sự tự tin để mình có thể hoàn toàn là thuyết trình bài bằng tiếng Anh như vậy. Thực ra đó thì dù kết quả của mình đó là 5 tuần, thì mình muốn chia sẻ cái câu chuyện là vì sao mình có cái buổi thuyết trình đó. Thì nó bắt đầu từ việc đó là khi mà mình qua Philippines mình học tiếng Anh đó, thì mình có quen một cái đội nhóm về kinh doanh online ở tại Cebu đó. Thì họ có mời mình tới đó chia sẻ về cái chủ đề về kinh doanh online. Thì khi mà mình đồng ý và mình đến đó mình chia sẻ đó, thì khi mình đi thì mình có nhờ một cái bạn phiên dịch đến để có thể phiên dịch lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh để cho họ dễ hiểu hơn. Nhưng trước khi mà vào cái buổi chia sẻ đó, đó thì mình đang ngồi uống cà phê cùng với những người leader ở tại Cebu đó, thì họ mới nói với mình như thế này, đó là bạn đến đây đó là bạn học tiếng Anh, thì tôi muốn đó là bạn phải nói chuyện bằng tiếng Anh và bạn thuyết trình bài cái buổi thuyết trình ngày hôm nay là bạn phải thuyết trình hoàn toàn là bằng tiếng Anh. Thì lúc đó mình mới nói với họ rằng là mình mới học có 5 tuần nên là cái lượng tiếng Anh của mình nó biết nó không thể nhiều để mà mình có thể thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh được. Nhưng lúc đó họ nói với rằng là không, chúng tôi muốn nghe bạn nói hoàn toàn là bằng tiếng Anh và chúng tôi muốn cái điều đó. Thì lúc đó họ đưa ra một cái thách thức như vậy đó. Thì lúc đó mình cũng nói ok, thích thì nói bằng tiếng Anh thì nói bằng tiếng Anh. Và sau đó mình đứng lên mình nói, và thực sự đó các bạn, là trong những cái giây phút đầu tiên mình cảm thấy là hơi ngợp, hơi gượng gượng một chút xíu. Nhưng sau đó bắt đầu mình nói thôi giờ bây giờ là lỡ rồi, thôi cứ nói đại đi. Và sau đó là mình có một cái bài thuyết trình, dù cái tiếng Anh của mình về ngữ pháp này hay là về phát âm nó chưa phải là chuẩn nhất, nhưng lúc đó mình có một cái đó là gì? Mình cứ tự tin, mình cứ nói, mình cứ nghĩ được như thế nào là mình nói như vậy, mình biết đến đâu là mình cứ nói đến đó. Và rất may đó là cái buổi thuyết trình đó là mọi người đều hiểu được những cái nội dung của mình chia sẻ. Đó. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái sự tự tin đó? Bởi vì thực tế đó là khi mình có một cái học được một cái bí kíp để khi mà chúng ta thuyết trình hay là chúng ta nói chuyện, đó là chúng ta đừng quan tâm đến việc người ta nghĩ gì hay là người ta nói gì hay quan tâm về điều gì đến mình. Thì mình sẽ có một cái video nói về cái chủ đề này. Nhưng cái ở đây mình muốn nói là làm thế nào để chúng ta có được sự tự tin trong cuộc sống, trong công việc, trong cái sự nghiệp và trong tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Thì mình muốn chia sẻ của em một lần, có phải lần đầu tiên khi mà chúng ta gặp người bạn gái của mình đó, có phải chúng ta cũng cảm thấy hồi hộp, chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta cảm thấy lo lắng, chúng ta cảm thấy run đúng không? Nhưng sau đó, đó chúng ta vẫn đến, chúng ta gặp, sau đó chúng ta nắm tay cô gái lần đầu tiên, có phải là chúng ta cảm thấy hơi run đúng không? Và thậm chí có những người thì run cầm cập luôn. Nhưng sau đó vì chúng ta yêu cô gái đó, chúng ta vẫn tiếp tục nắm tay. Một lần, lần đầu tiên chúng ta nắm, chúng ta rất run đúng không? Nhưng sau đó đến lần thứ hai chúng ta nắm tiếp, đến lần thứ ba chúng ta nắm tiếp, và đến lần thứ tư có phải chúng ta hết run không? Vậy thì bí kíp để chúng ta có được sự tự tin đó là gì? Đó là chúng ta phải làm, chúng ta phải hành động, chúng ta sợ cái gì, chúng ta lo lắng cái gì, chúng ta thiếu tự tin cái gì, thì chúng ta hãy làm cái đó, thì chúng ta sẽ có tự tin về cái đó. Thực ra cái lần đầu tiên mà mình đứng lên thuyết trình trước đám đông á, thì mình cũng rất là run, mình cũng rất sợ, hai chân mình rất là liên tục. Nhưng sau đó là mình đưa ra cái quyết định đó là gì? Mình phải thuyết trình hay. Và sau đó cứ một lần mà mình có cơ hội được thuyết trình là mình đứng lên, mình cứ tiếp tục nói chuyện một lần, hai lần, ba lần. Và sau một thời gian đó là mình sẽ có được một cái, đó là sự tự nhiên. Và cái sự tự nhiên nó đến từ cái sự tự tin. Và cái việc mà chúng ta không có được sự tự tin ấy, đó là vì chúng ta có quá cái nhiều nỗi sợ, chúng ta có quá nhiều cái lo lắng, có quá nhiều cái ở trong đầu. Nhưng khi chúng ta làm một lần, hai lần, ba lần thì bắt đầu chúng ta quen. Nên chúng ta để có được sự tự tin, đó là chúng ta hãy bắt tay vào hành động ngay. Chúng ta bắt tay vào, chúng ta làm ngay. Và chúng ta không cần quan tâm nó là đúng hay sai, bởi vì chúng ta làm rồi chúng ta mới biết sai ở đâu chúng ta mới sửa, và sửa rồi chúng ta mới có thể làm đúng được, đúng rồi chúng ta mới có thể thành công được. Nên một cái nguyên tắc để chúng ta thành công, một cái nguyên tắc để chúng ta tự tin, đó là chúng ta phải bắt tay vào làm, chúng ta phải hành động ngay thì chúng ta sẽ có sự tự tin. Còn nếu chúng ta không hành động, chúng ta không làm thì chúng ta nỗi sợ nó sẽ bắt đầu xuất hiện với chúng ta. Cái nỗi sợ nó đến từ việc đó là do chúng ta không làm. Nhưng chúng ta làm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần thì bắt đầu chúng ta sẽ có được sự tự tin. Nên bí quyết để chúng ta có được sự tự tin, đó là chúng ta hãy bắt tay vào, chúng ta làm ngay, chúng ta hành động ngay, thì lúc đó chúng ta sẽ có sự tự tin.
Giống như lần đầu tiên mình quay video này cũng thế. Đó là mình cũng không có tự tin, mình cũng còn ngần ngại, mình còn lo lắng, mình còn suy nghĩ đủ thứ. Nhưng sau đó một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rồi cuối cùng là mình quay được video. Và bây giờ cứ bấm máy là mình bắt đầu nói. Kể cả chuẩn bị kịch bản hay không chuẩn bị kịch bản thì vẫn bắt đầu nói. Nên chúng ta sợ bất kỳ điều gì, chúng ta hãy làm nó ngay lập tức. Thì chúng ta sẽ vượt được qua nỗi sợ đó và chúng ta có được cái sự tự tin. Và chúc cho tất cả anh em chúng ta hãy bắt tay vào hành động về bất kỳ điều gì mà chúng ta nghĩ trong đầu để chúng ta có được sự tự tin với cuộc sống của chúng ta. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em chúng ta. Và hãy bấm subscribe và share cái kênh YouTube của mình để giúp cho mọi người được biết đến được cái kênh YouTube của mình nhiều hơn. Và chúng ta sẽ là người đầu tiên để chúng ta nhận được cái video. Thì bằng cách đó là bấm subscribe và chúng ta bấm vào nút chuông. Hãy nhớ là bấm vào nút chuông để chúng ta nhận được video đầu tiên. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta.